Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Minh Châu ơi, có bao giờ em nghe nói đến món phá lấu chưa? Trời ơi anh Thành ơi, tưởng gì chứ phá lấu hả? Em có thể làm một bài diễn văn dài cho anh Thành nghe luôn đó. Bởi vì phá lấu không chỉ là món khoái khẩu của em đâu nha, mà còn rất nhiều các bạn học sinh sinh viên cũng rất là thích nữa đó. Phá lấu hay được bày bán ở trước cổng trường nè, ở gần các chợ và chung cư nữa đó. Châu biết không, món phá lấu là món ăn của người Hoa. Trước đây chỉ phổ biến trong cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn, trong giới học sinh sinh viên. Nhưng bây giờ là món ăn yêu thích của tất cả mọi người rồi đó. Cái này anh Thành nói thì em mới biết đó. Em chỉ biết có một điều là em rất là thích ăn phá lấu thôi. Vậy thì hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và Minh Châu cách làm một món ăn chơi rất là hấp dẫn, đó là món phá lấu. Nguyên liệu chính của món phá lấu gồm có một tai heo, một lưỡi heo. Gia vị gồm có hai tai vị, dầu mè, một củ vị hương, tỏi băm, một trái dừa xiêm tươi, đường, nước tương lisa và bột ngọt Ajinomoto. Anh ơi, em thấy cái phần nhất là các tai heo, lưỡi heo là rất là khó làm sạch bởi vì nhiều ngóc ngách á, cho nên khi mà mình rửa thì làm thế nào mình cho sạch hết ra được? Tai heo này mình sẽ chẻ ra rồi mình cạo sạch lông đi. Dạ. Mình rửa sạch lại ha. Còn cái phần lưỡi heo này đó thì khi mà về á, mình mua về là nó có cái màng trắng á, nhớ đó em. Dạ đúng rồi. Mình sẽ trần qua nước sôi. À. Rồi bắt đầu mình mới cạo sạch cái màng trắng và cái nhớt đó. Dạ. Rồi mình rửa lại thật sạch. Như vậy là sạch sẽ mà không còn cái mùi hôi nữa không anh? Rồi bây giờ á, đây là tai heo và lưỡi heo anh đã làm sạch rồi ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế. Mình sẽ cắt dọc cái lưỡi ra làm hai. Đây. Và tai heo cũng thế, mình cũng cắt dọc ra làm hai luôn. Rồi, bây giờ đến một công đoạn cũng rất là quan trọng là mình sẽ ướp tai heo và lưỡi heo. Dạ. Sẽ cho vào đây một muỗng súp tỏi băm ha, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê Ajinomoto và nước tương lisa mình sẽ sử dụng 6 muỗng súp. Và tiếp theo là mình sẽ cho một muỗng cà phê dầu mè. Cái này mình sẽ trộn lên cho đều ha, và mình để thấm gia vị khoảng 30 phút. Anh Thành ơi, vậy giờ mình có cho cái tai vị vô luôn không? Tí nữa khi nào mà bỏ tai vị vào anh sẽ cho em biết. Và cái tai vị này á, trước khi mình sử dụng á, mình nên rang sơ lên á thì nó mới có được cái mùi thơm. Để cho tai vị phát huy được hết tác dụng tạo mùi thơm thì quý vị khán giả nhớ đừng quên là nướng tai vị hoặc là rang trên lửa nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ bắt dao dầu lên cho rồi nóng. Wow. Mà anh Thành biết không, em thấy phá lấu ở bên ngoài có rất là nhiều cái thành phần khác, như là thêm có gan nè, có bao tử nè, hay là lá lách nữa. Sao mà anh Thành ở đây chỉ dùng có tai heo với lưỡi heo thôi vậy? Theo như cái ý thích của anh là anh thích ăn lưỡi heo và tai heo. À. Nhưng mà mình có thể sử dụng bao tử hay là ruột, gan gì cũng được em. Như vậy là tùy theo khẩu vị, tùy theo sở thích. Đúng rồi. Rồi bây giờ đã săn thịt lên màu nè, anh sẽ cho vào đây. Mình sẽ không bỏ phí một cái gì hết không anh? Và mình sẽ sử dụng một trái dừa xiêm em ha. Dạ. Rồi. Anh Thành ơi, em thấy là lưỡi heo với tai heo thì có bộ hơi bị lâu chín đúng không anh? Tại vì lưỡi heo thì rất là dày nè, mà tai heo thì còn có phần sụn cứng nữa chứ. Ừ, nói chung cái thời gian cũng không lâu lắm nè. Mình sử dụng mình hầm với nước dừa thế này nè, thì khi nước nó sắc lại là nó đủ mềm, nhưng mà mềm, món này mềm nó phải có còn cái độ giòn thì nó mới ngon. Rồi bây giờ sau khi cho nước dừa vào nó sôi lại, mình sẽ hạ lửa nấu liu riu đó, và mình đậy nắp lại để đó. Nãy giờ em thấy cũng hơi lâu lâu rồi đó anh Thành, chắc là được rồi phải không? Để anh xem nước đã sệt là như vậy là được đó em. Bây giờ mình sẽ cho vào hai cái tai vị. Tai vị này mình còn gọi là hoa hồi hay là đại hồi phải không anh? Đúng rồi. Và mình sẽ thêm một muỗng đường nữa, muỗng cà phê đường nha. Bây giờ mình chờ cho đường nó tan đều hết. Bây giờ anh sẽ cắt lưỡi heo ha. Rồi, và lấy cái tai heo. Bây giờ anh sẽ chai miếng sốt lên trên này.
Em cảm ơn anh. Đúng như anh Thành nói là rất là thơm mùi cái gia vị mình đã ướp lúc nãy đó. Lưỡi heo và tai heo rất là mềm nhưng mà vẫn giữ được cái độ giòn đó anh Thành. Món phở lấu ngon á là phải đạt được những yêu cầu như Minh Châu vừa nói, vừa mềm, giòn, thơm và có màu sắc rất là đẹp nữa. Nếu như quý vị khán giả còn có điều gì băn khoăn trong món phá lấu hoặc là trong công việc nấu nướng hàng ngày thì quý vị đừng ngần ngại liên lạc với các đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nhé, để các anh chị ấy có thể tư vấn cho quý vị. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi theo số 061-882-6188, đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto. Còn bây giờ thì anh Văn Thành và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.